Namaste. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tư thế đứng trên vai trong chuỗi yoga cơ bản. Trong yoga, mỗi tư thế đều có những cái giá trị rất là tuyệt vời và tư thế đứng trên vai cũng có những cái giá trị rất là tuyệt vời như sau. Thứ nhất đó giúp làm mạnh và tăng cường chức năng của tuyến giáp. Vì vậy nó hỗ trợ rất tốt cho những ai đang gặp vấn đề về tuyến giáp. Thứ hai là tư thế này rất hữu ích đối với những ai đang gặp vấn đề về bệnh giãn tĩnh mạch, bởi vì khi tập tư thế này toàn bộ cơ thể của chúng ta sẽ bị đảo ngược, vì vậy nó giúp ngăn chặn được cái máu tĩnh mạch dồn về phía chân. Thứ ba là tư thế này sẽ giúp làm tăng cái khả năng miễn dịch đối với các bệnh liên quan đến hô hấp hay là cổ họng. Thứ tư là tư thế này giúp làm dịu hệ thần kinh và giúp cho cơ vai và cổ được thư giãn. Thứ năm tư thế này sẽ rất tốt cho những ai đang gặp vấn đề về mất ngủ hay là bị trầm cảm, và rất là nhiều cái lợi ích khác nữa. Mặc dù có rất là nhiều lợi ích như vậy, tuy nhiên tư thế này cũng sẽ chống chỉ định đối với những người có vấn đề sức khỏe như sau. Thứ nhất đó là đối với những người có huyết áp cao. Thứ hai là đối với những người viêm tay giữa. Thứ ba là đối với những người thoát vị đĩa đệm. Thứ tư là đối với phụ nữ mang thai, và những người đang gặp một số vấn đề về sức khỏe khác nữa thì chúng ta cần phải hỏi ý kiến bác sĩ hoặc là trao đổi với huấn luyện viên trước khi mà chúng ta thực hiện tư thế này. Nào chúng ta cùng bắt đầu vào tư thế nhé. Chúng ta vào tư thế chuẩn bị. Từ từ chúng ta nằm xuống dưới thảm. Hai chân chúng ta khép lại. Bàn chân dựng đứng. Hai tay đặt cạnh hông xuôi theo thân, lòng bàn tay úp xuống, tăng hướng về ngực, lưng dán chặt dưới sàn, hít thở đều, hít vào chúng ta hất chân nâng hông lên cao, tay lập tức đỡ lấy hông, từ từ hai tay chúng ta đi bộ về phía vai. Đi đến khi nào chúng ta không đi được nữa, hai tay hai cùi chỏ của chúng ta cố gắng ép sát vào với nhau, hai đầu gối hướng về đầu, hít thở đều trong tư thế. Ở tư thế này điểm tập trung là chính giữa cổ họng, và chúng ta căn chỉnh tư thế cho thật là vững. Khi thế đã vững, chúng ta từ từ nâng chân lên trên trần nhà. Nếu như bạn nào cơ thể còn yếu mà chúng ta chưa nâng được thì chúng ta cứ giữ ở tư thế là chân của mình co lại. Còn bạn nào làm tốt hơn, chúng ta dùng lực bụng từ từ đưa hai chân lên trần nhà. Bước đầu khi mà chúng ta đưa hai chân lên trần nhà thì chân chúng ta chưa thẳng mà nó có thể hơi nghiêng về phía đầu của mình. Mỗi ngày một chút chúng ta dùng cái cơ bụng của mình á để chúng ta đẩy cái chân của mình thẳng lên. Tốt hơn nữa thì chúng ta dùng ta căng chỉnh và đẩy cái chân của mình dựng đứng lên, tạo thành một cây thước thẳng từ phía chân lên tới vai và hít thở đều trong tư thế. Trong tư thế này chúng ta cảm thấy hơi nghẹn ở phần cổ của mình. Bạn nào mới thì chúng ta chưa đưa lên được như vậy và cái tay của chúng ta cũng chưa có khép lại được, cho nên chúng ta cứ căng chỉnh cái tay ấy, nó theo cái độ linh hoạt của cơ thể mình cho phép ấy. Và chúng ta chuẩn bị thoát thế, từ từ co hai chân lại, hướng hai đầu gối chân về phía đầu, tay thật dài xuống phía hông phía phần lưng dưới, thở ra chúng ta hạ lưng trên, tay xuôi theo người, hạ lưng giữa và hạ mông, sau đó duỗi hai chân xuống dưới sàn nhà,
và thư giãn. Hít thở đều trong tư thế. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn hai cái lỗi sai mà thông thường các bạn gặp phải khi tập tư thế này. Ở cái lỗi sai thứ nhất đó, khi đưa hai chân lên trần nhà thì chúng ta không siết cái phần cơ mông của mình lại, và chúng ta hai cái chân của chúng ta có cái xu hướng thả lỏng ra, hoặc là chúng ta mở ra hai chân ra hai bên, hoặc là chúng ta chân trước chân sau. Như vậy là cái điểm sai nhất. Ở tư thế này chúng ta lưu ý là chúng ta siết cái cơ mông lại và hai chân của chúng ta khép lại nhé. Và cái lỗi sai thứ hai á, là trong quá trình chúng ta thoát thế, chúng ta thoát thế thì thay vì lưng trên, lưng giữa và cái mông của cái phần chân thì các bạn bật một lần lên cả đầu cả người, thì đó là cái lỗi sai thứ hai khi chúng ta thực hiện cái tư thế này. Các bạn lưu ý. Mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn tư thế đứng trên vai. Chúc các bạn tập luyện tốt. Đừng quên đăng ký kênh để nhận video hướng dẫn tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Namaste.